Trong số 358 hộ được cấp giấy chứng nhận đợt này, có 131 hộ tái định cư tại xã Trà Bui được cấp hơn 290 ha, còn lại hơn 638 ha cấp cho 227 hộ dân sở tại. Tuy nhiên, hiện ở vùng thủy điện Sông Chanh 2 vẫn còn 190 hộ dân chưa có đất sản xuất, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ tiếp tục rà soát, thống kê để giao thêm khoảng 390 ha đất cho người dân. Phần đất cấp mới là diện tích còn lại trong tổng số 1.319 ha đất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chanh. Do là đất rừng nghèo tự nhiên, xác định gồm nhiều diện tích sông suối, nên Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My đã được phép chuyển đổi mục đích sử dụng để cấp đất sản xuất cho người dân vùng tái định cư.